xin chào mọi người, và như các bạn cũng biết thì iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max ngày hôm nay thì đã đồng loạt xuất hiện ở trên các trang YouTube cũng như là trang web rồi. Báo công nghệ thì ngày hôm nay mình đã có ở trên tay là chiếc iPhone 13 phiên bản màu hồng mà chị em Hằng mơ ước, và chiếc iPhone 12 phiên bản màu xanh mà hồi mới ra mắt thì mọi người chê rất là nhiều. Thì mình sẽ trên tay và so sánh nhanh xem là iPhone 13 mới so với 12 có gì khác biệt nhá. Ok. Nếu như các bạn quan tâm đến iPhone 13 series mới thì có thể tham khảo ngay tại 7S, bởi vì bây giờ đã có mức giá bán chính thức rồi. Mình thấy là giá của iPhone 13 mới mọi người có thể đặt bắt đầu khởi điểm là từ 20.990.000. Hình như là giá đấy là giá mà đã áp dụng trừ quà thu cũ đổi mới rồi. Nói chung đại khái là nếu như mà đặt trước iPhone 13 series sẽ được hỗ trợ giảm giá lên tới là 7 triệu cơ. Chi tiết thì mọi người hãy tham khảo link mô tả phía dưới nhé. Đầu tiên nha các bạn, mình sẽ so sánh về thiết kế trên tay. Đây, anh em ở trên văn phòng thì bóc máy mở hộp hết rồi nên mình chỉ còn cái máy không thôi. Thì cầm nắm ở trên tay thực ra thì mình thấy cũng không quá khác biệt mọi người ạ. Nhưng mà cảm giác là chiếc iPhone 13 này nó sẽ nặng hơn một chút. Chúng ta vẫn có một cái khung viền là khung viền nhôm. Đây, đó, vẫn có cái khung viền như thế này ở trên thế hệ là iPhone 13. Rồi, đặc biệt là cụm camera thì mọi người sẽ thấy ngay là có sự khác biệt. Là camera của iPhone 12 xếp dọc, iPhone 13 thì đúng là xếp chéo. Và đặc biệt là nhìn ở ngoài á, ui dồi ôi, cái hạt chân trông này nó to khủng khiếp luôn. Nhìn nó vừa to mà nó lại vừa đen lay láy. Còn nếu như mà nói về phiên bản màu sắc màu hồng mà mình đang cầm ở trên tay trước iPhone 13 nhá, thực sự là khi mà mình xem sự kiện ấy thì mình đã rất thích màu này và mình thấy nó đẹp vô cùng luôn đấy mọi người. Và mình nghĩ là ở ngoài nó sẽ hồng sậm hơn một chút, nhưng mà nếu như mà thực tế thì nó lại không hồng đến như thế nhỉ? Nó hồng phấn. Ừ. Giống như kiểu má như Pajo ấy, tuy nhiên là đổi tông màu khác. Thế thì có gọi là giống không? Hồng phấn giống như má chị Pajo đổi tông màu khác. Nhưng mà em có thấy màu hồng này đẹp không? Em thấy cũng được. Thực ra thì cá nhân mình ấy thì mình sẽ không thích nó quá nhạt. Nó sẽ hơi, nó cảm giác là nó chỉ hơi hồng siêu nhạt ấy. Nếu mà hồng đậm hơn, rõ ràng hơn thì sẽ đẹp hơn. Cả vào cái viền này, khung viền này thì nó cũng là một cái màu hồng nhũ đồng màu. Nhưng mà nó sẽ kéo lại được cái phần màn hình các bạn ạ. Hình nền thì trông nhìn nó đậm đà hơn. Giá gì như cái thiết kế mặt lưng nó là màu hồng tông ở trong này thì mình sẽ thấy là nó sẽ bắt mắt hơn. Tông ở trên này nha, không phải dưới. Với chiếc iPhone 13 này thì mình sẽ test một cái tính năng mà mình cũng rất thích. Đó chính là quay video với cả Cinematic Mode. Cái này là quay video điện ảnh nha mọi người. Đây mình sẽ test luôn cả người mẫu ở đây của chúng ta. Khôi đang ngồi ở đây để chờ lấy iPhone 13 màu hồng. Tung, 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 tung. Rồi mình sẽ thử nha các bạn. Đây chính là Khôi, em có thể ngồi nhổm dậy một tí được không? Rồi chúng ta sẽ thử quay xóa phông. Đấy các bạn nhìn này. Đây đây thì chúng ta sẽ thấy là chất lượng xóa phông mình thấy là khá là tốt, nhưng mà không có một cái người mẫu nào đứng đằng sau nhỉ, để mà mình có thể là đây. chuyển nét bây giờ mình có thể chuyển nét bằng tay như này đúng không? Wow, được này. Thật đó? Ừ. Ảo thế? Ừ, chạm thủ công được mà. Thì đúng. Ừ, mặt Khôi bị ao nét luôn này các bạn. Đấy, nó lấy nét vào tay à? Ừ, nó lấy nét vào tay đấy. Bây giờ thử thao tác lại nhá. Bây giờ là chị chạm vào mặt em thì nét mặt em, nhưng mà chạm vào tay em thì nó sẽ lấy nét tay em. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Wow. Bro. Ừ, kinh. Và với cái chế độ mà quay xóa phông Cinematic Mode này thì mình thấy là nó không chỉ xóa phông mỗi người đâu, mà thậm chí là vừa nãy mình có test là mình xóa phông tay ấy, hoặc là bất kỳ vật thể nào mà mình giơ ra ấy, thì nó đều xóa phông cả. Và cái chất lượng thì tất nhiên là mình mới trên tay nên mình chưa thể test sâu được cho các bạn. Ok, và ở trên iPhone 13 ấy, thì chúng ta có thêm một cái tính năng là đó là chụp ảnh với cả phong cách nhiếp ảnh. Nó sẽ cho là chỉnh những cái tông màu ở đây, mình sẽ test thử luôn. Khi mà các bạn chụp thấy giao diện này, giao diện chụp hình nhá. Đó, bây giờ đây mình sẽ chỉnh thử. Đây, mình sẽ vuốt thử, đây là rực rỡ, tương phản phong phú. Ủa, đây là chất lượng tiêu chuẩn này. Ê Khôi ơi, em có thể ngồi ngồi lại một vị trí đừng ngoái được không? Để chị xem cái màu. Bây giờ mình sẽ chụp lại, Khôi hơi nghịch. Đây, chọn chỉnh ở đây này. Xong rồi đây là ấm phong phú đầu tiên, một phát ấm, thấy giảm cái tông màu vàng luôn, rực rỡ. Ok, tương phản phong phú và tiêu chuẩn.
Ôi, so sánh nhanh thì mình sẽ gần như không nhìn thấy được cái sự khác biệt quá nhiều. Nhưng mà khác biệt rõ là ở cái tông màu ấm với cả ấm phong phú thì nó sẽ hơi vàng hơn một chút. Còn ở trên iPhone 13 thì chưa có trang bị màn hình tần số quét 120Hz nên mình cũng chưa thể test được không. Nhưng mà chụp một lúc thôi mà thấy máy cũng hơi ấm ấm lên rồi đó. Nghe nói là đây cũng là một chiếc bếp lò hay bếp than hả mọi người? Sắp tới thì chắc là mình sẽ có những cái video chia sẻ nhiều hơn về chiếc iPhone 13 này. Và mình đang quay video này bằng iPhone 13 Pro Max phiên bản màu Sierra Blue rất là đẹp. Thì giờ mình không thấy đẹp lắm. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo ngay tại Xiaofunet, bởi vì bây giờ đã có giá bán gần như là chính thức của tất cả những sản phẩm iPhone 13 series rồi. Đặc biệt là có hỗ trợ thu cũ lên đời đổi mới này, giảm giá lên tới 7 triệu cơ. iPhone 13 Pro Max thì sẽ có giá từ 32.500.000. Quay màu Sierra Blue nhé, các bạn nhìn thấy không? Đấy, một phát khoe cả hai chiếc iPhone luôn. Đỉnh không? Đỉnh thật. Ok, link mình để mô tả chi tiết nhé.